Thưa quý vị và các bạn, giản dị, dễ gần, luôn lắng nghe, chia sẻ và luôn có những cách làm thiết thực hiệu quả trong hướng dẫn người dân phát triển kinh tế xã hội là những nhận xét của bà con xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa dành cho nữ phó chủ tịch xã trẻ tuổi Phạm Thị Nhị. Chị chính là một trong những điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của địa phương. Sinh ra, lớn lên ở bản Bút, xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, cái nôi cư tụ của người dân tộc Thái. Vượt qua nhiều khó khăn, định kiến lâu đời của dân tộc mình, chị Phạm Thị Nhị đã phấn đấu học tập, tham gia công tác đảng, đoàn thể, mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho quê hương làng bản. Trải qua quá trình nỗ lực phấn đấu, chị Phạm Thị Nhị đã được tin tưởng bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa. Trên cương vị công tác nào, chị Phạm Thị Nhị cũng không ngừng trau dồi nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên và luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Chị Nhị xác định, dù ở vị trí nào, công việc đầu tiên là phải trọng dân, gần dân, nghe dân nói và quan tâm chăm lo đời sống cho dân. Hình ảnh người phụ nữ Thái giản dị trong bộ sắc phục truyền thống của dân tộc, không quản nắng mưa đến từng thôn bản đã trở nên quen thuộc với bà con xã Nam Xuân. Nam Xuân là một xã nghèo của huyện vùng cao Quan Hóa với ba dân tộc cùng chung sống là dân tộc Thái, dân tộc Mường và dân tộc Kinh. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 70% dân số trong toàn xã. Vì thế, cộng đồng người Thái có những giá trị văn hóa vô cùng phong phú đặc sắc. Thông qua các hoạt động của đời sống hàng ngày như tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, nhà ở, trang phục, văn hóa dân gian, văn hóa văn nghệ, ẩm thực. Đây cũng chính là lợi thế để người dân Nam Xuân phát triển du lịch cộng đồng. Bởi vậy, chị Phạm Thị Nhị luôn dành tâm huyết cho việc bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Coi đây là những sản phẩm độc đáo để quảng bá, giới thiệu đến du khách muôn phương. Vậy thì để gìn giữ, bảo tồn và phát huy những cái sản phẩm như thế này, những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái như thế này, thì trong thời gian qua thì địa phương mình đã có những cái sự chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn như thế nào tới bà con? Để mà góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt đấy là từ khi triển khai làm du lịch sinh thái cộng đồng, thì đây chính là một trong số những cái yếu tố quan trọng để mà quyết định cho cái việc thực hiện các cái tiểu tiết cảnh quan, trang trí nhà cửa, các homestay đấy, thì phải sử dụng điểm nhấn đấy là thổ cẩm. Thì từ thời điểm đó thì xã cũng đã có xây dựng kế hoạch cụ thể, đó là bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm. Và cũng thông qua các cái quá trình triển khai tổ chức thực hiện được bà con đồng thuận hưởng ứng cao, thì năm 2021 thì Ủy ban nhân dân tỉnh có công nhận nghề truyền thống của người Thái ở bản Bút, xã Nam Xuân là nghề truyền thống. Đó cũng chính là một trong số những động lực lớn để mà góp phần động viên bà con là tích cực hơn nữa trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mình. Thứ nhất đấy là thể hiện cái tình yêu của chính bản thân của từng người một đối với giá trị của dân tộc, của địa phương mình. Để các giá trị văn hóa dân gian dân tộc Thái được lan tỏa, thấm sâu và trở thành sản phẩm du lịch có sức hút mạnh mẽ với du khách và mong muốn thế hệ trẻ ngày càng thêm yêu quý những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống, chị Phạm Thị Nhị thường xuyên tham mưu phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động giao lưu tập huấn cho bà con dân bản. Qua đó, cùng chung tay bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa của dân tộc mình để phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân. Rượu cần men lá là một trong những sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái mà chị Phạm Thị Nhị tâm đắc và tập trung tuyên truyền vận động để bà con xây dựng thành sản phẩm ô cốp. Đây cũng là cách để góp phần gìn giữ nghề truyền thống và tăng thu nhập cho bà con. Chị ơi, tới đây thì mình có định là xây dựng cái rượu cần này thành một trong những sản phẩm du lịch của địa phương mình. Đối với rượu cần ở xã Nam Xuân, đặc biệt là rượu cần ở bản Bút, thì trong thời gian vừa qua được du khách cũng như là bà con nhân dân đánh giá rất cao về chất lượng. Và do vậy thì để thực hiện trong cái chuỗi của phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại địa phương, thì
Trong thời gian tới đây thì xã Nam Xuân, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch đưa vào lộ trình là sản phẩm rễ cần men lá sẽ là sản phẩm ô cốp, bởi vì là nó sẽ gắn với cái chuỗi phát triển của dịch vụ du lịch cộng đồng và đó cũng sẽ là một sản phẩm du lịch đặc trưng tại địa phương. Không chỉ tận tụy với công tác xã hội, chị Phạm Thị Nhị còn có một tình yêu đặc biệt với văn hóa truyền thống dân tộc mình. Chị luôn mong muốn bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc ngay trong cuộc sống đời thường để lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người. Chị chính là người đã truyền cảm hứng cho những chị em phụ nữ, giúp cho phong trào hoạt động của chị em phụ nữ được lan tỏa và thu hút nhiều hội viên tham gia. Cháu phải nói là cháu cũng năng động, mà đúng là cháu cũng rất lo làm thế nào mà làm được. Cho nên là cũng hay xuống bản để mà đi xem thực tế vào các cái chỗ để chuẩn bị làm á. Mà cháu cũng lo lắng làm như thế nào để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Thế cho nên là cháu cũng rất năng nổ công việc của mình. Cho nên là cũng vừa là cháu con của nhà mình nữa là cũng giúp nhau khi nào cần thì cháu cũng hỏi bà mà hỏi cả anh trai ở trong nhà này. Hàng tuần thì chị Nhị là trực tiếp xuống cùng với ban quản lý bản để mà nắm và kiểm tra những công việc còn tồn tại hạn chế, đặc biệt là tìm hướng để khắc phục những công việc còn tồn tại hạn chế đấy. Thì đối với địa phương tôi là đánh giá rất cao đồng chí Nhị là người con của bản bút, xây dựng bản bút ngày càng phát triển hơn. Phát huy lợi thế sẵn có của địa phương với phong cảnh nguyên sơ, khí hậu trong lành, người dân hiền hòa mến khách, chính quyền và bà con nhân dân xã Nam Xuân đã và đang thực hiện khát vọng hóa phát triển du lịch cộng đồng. Niềm khát vọng ấy như được tiếp thêm sức mạnh khi bản bút được quy hoạch xây dựng thành điểm du lịch cộng đồng. Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân đã mạnh dạn vay vốn để mở homestay làm du lịch. Chị Phạm Thị Nhị đã tham mưu cho chính quyền xã tổ chức cho các hộ gia đình mở dịch vụ homestay đi trải nghiệm thực tế và tập huấn ở các mô hình du lịch tại các tỉnh lân cận. Đến nay, nhiều homestay đã hoạt động hiệu quả, thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Cuộc sống của nhiều gia đình ở Nam Xuân đã bước sang một trang mới. Từ những người nông dân chân lấm tay bùn, nay đã bước vào ngành công nghiệp không khói. Tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ tuyên truyền, làm sao để mà bà con nhân dân thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm trong việc làm kinh tế tại địa phương, gắn với cái nhiệm vụ đó là xây dựng nông thôn mới và đồng thời là nâng cao hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của những người cán bộ đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác, làm sao để mà góp phần là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đi lên và thực hiện hoàn thành mục tiêu đó là phát triển bản bút xã Nam Xuân thành một bản du lịch sinh thái hấp dẫn, có mặt trên bản đồ du lịch của tỉnh nhà cũng như là của cả nước và quốc tế biết đến. Điều chị Phan Thị Nhị cảm thấy vui đó là mặc dù mỗi người, mỗi nhà có cách làm kinh tế khác nhau, nhưng họ đều có chung một niềm đam mê gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đặc biệt hơn, họ có cùng chung ý tưởng để hiện thực hóa giấc mơ, thúc đẩy phát triển du lịch từ chính những giá trị văn hóa ấy. Với những đóng góp tích cực trong các mặt hoạt động, chị Phạm Thị Nhị được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, chị còn vinh dự là một trong những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đề nghị Trung ương tặng bằng khen. Trên đây chỉ là một trong số hàng trăm điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ở các huyện miền núi vùng cao của tỉnh. Họ chính là những người nối ý đảng với lòng dân, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, làng bản ngày một thêm ấm no, giàu đẹp như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.